giờ này trên Bạch Mã Sơn đang rộn ràng hỗn loạn, đàn đáng gục đầu trong dòng tải âu yên của phục quân, cho nhau nụ cười, cho nhau từng hơi thở, bông mắt đắm chìm trong mộng mỹ thần tiên. Còn ta, ta sẽ bơ vơ trọn đời trọn kiếp. Vậy xin năm tầm trả ai trao như tầm trả lại lời quyền hỏi. Đừng, cô nương đừng nói vậy mà đặt đầu với chồng. Như biết phải làm sao, đó là sự thật. Không, xin nay giữ cho yên một tình yêu huyền diệu tánh cao đường châu kinh giữa tâm anh nay người trong cuộc chạy tiền lon cô nương chớ dội nói ra chỉ làm đau đớn xót xa người phiêu bạc kẻ lo phòng. Cô nương giữ tròn bóng phận và cho tôi được sống bằng mộng tường, để rồi khi dân thân vào trong các bụi sương mù tôi vẫn rỡ lại sau lưng từng miền mơ. Hôn lễ tại sao lúc cô nương lại tôn hủy hoại hôn lễ của mình? Tại vì phận lâm giáo đã quyết tình yêu tan vỡ nên đã đứt đỏ kỳ quá và đại chữ ca cô tiêu bụi đi rồi. Có lẽ do thì đón cuộc đời mang nặng khối tình duyên.
lưu sẽ lên kiểu cuối về Bạch Mã Sơn vui công phu phụng cùng tác phụng vương công tần. Dân muội là kẻ ở quê trung với răng miệng nên muốn ân cần trao lại. Kẻ xương phối hàng phong sẽ làm nắng dai người phiêu bạc giang hồ. Xin nâng ca mãi nhận cho tiểu mũi được vui lòng. Mai mốt đây mũi sẽ ra đi mang gì gặp lại ân ca có dư kỷ niệm tư duy. Số mệnh đã an bài còn biết nói năng chi, kẻ ở quê trung nặng lòng thương gió. Ai biết xuôi đi một lần đúng hỏi mà lại đối thay cho bao năm tháng cận kề. Gỡ nhau chi qua muôn màng ngơ ngẩn hồn em theo khói chưa lời họ hẹn đã đi tan. Lòng con nương ơi tay máu ai trao nhuốm trọn miền tâm sự của một kẻ đang ở ngàn con đời luôn làm giờ những thì nghe đau tuổi trong hồn còn từ chối thì ngỡ ngàn lòng khóc nở nôi. Kỷ niệm sẽ phải đi màu mong đợi gì mai một tay cô nương đau phải theo chồng núi sông ngăn cách muôn trùng đường về Bạch Mã chập trùng chương văn. Trong nhận áo nghe lòng băng phăng